Chào mừng bạn đã quay trở lại với một tập mới trên kênh của Mạn Trà. Ngày hôm nay mình sẽ trả lời một câu hỏi thuộc dạng kinh điển, một câu hỏi mà dường như 10 bạn thì sẽ có 9 bạn hỏi mình. Đó là liệu tôi có cơ hội quay lại với người yêu cũ hay không? Khả năng quay lại với người yêu cũ là bao nhiêu? Dĩ nhiên, mình không phải là bà phù thủy với quả cầu thủy tinh để có khả năng nhìn thấu trước được tương lai. Tuy nhiên, tỷ lệ người yêu cũ quay lại có thể được ảnh hưởng bởi 6 yếu tố mà mình sẽ bật mí cho các bạn ngay sau đây. Yếu tố đầu tiên, độ dài của mối quan hệ. Một trong những câu hỏi phổ biến mà mình thường nhận được là khả năng tái hợp của một mối quan hệ ngắn ngủi khi áp dụng chiến lược không liên lạc nhằm lấy lại trái tim của người đã chia tay. Rất tiếc, khả năng thành công trong trường hợp này là không cao nếu như mối quan hệ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Mình ước rằng mình có thể nói những điều bọc đường, có thể mang đến cho bạn một tin tốt lành hơn. Thế nhưng, sự thật là mối quan hệ càng lâu dài thì càng có nhiều yếu tố quan trọng như sự gắn kết, dấu ấn, ký ức, tình bạn, tình thân và những cảm giác gần gũi. Tất nhiên, mình cũng nhận được những thông tin từ những người đã chia tay khi mối quan hệ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, nhưng họ vẫn có thể tái hợp với người yêu cũ của mình. Điều này vẫn có thể xảy ra, thế nhưng không thể phủ nhận rằng các mối quan hệ bền chặt hơn thì sẽ có cơ hội cao hơn. Yếu tố số 2, độ nghiêm túc của mối quan hệ. Nếu người yêu cũ đã coi mối quan hệ với bạn là nghiêm túc và có tiềm năng lâu dài, thì họ có thể sẽ khó bỏ cuộc và muốn cố gắng để giải quyết vấn đề hơn. Điều này đặc biệt đúng với những mối quan hệ có ràng buộc như hôn nhân. Các bạn có thể thấy rất khó để chấm dứt một cuộc hôn nhân hơn là một mối quan hệ hẹn hò. Đối với hôn nhân sẽ có nhiều sự ràng buộc và yêu cầu để có thể chia tay. Do đó sẽ có nhiều cơ hội hơn để ai đó bình tâm lại, suy nghĩ và đánh giá lại mọi thứ. Có nhiều lý do để cố gắng giải quyết vấn đề hơn là bỏ cuộc, đặc biệt nếu có liên quan đến con cái. Do đó, mối quan hệ hôn nhân sẽ có nhiều khả năng trở lại con đường đúng đắn và mối quan hệ sẽ có thể được hàn gắn. Nếu người đã chia tay với bạn không coi mối quan hệ này là nghiêm túc hoặc có tiềm năng để trở thành nghiêm túc, thì họ sẽ ít quay lại hoặc ít đầu tư tình cảm vào hơn. Vì vậy, nếu mức độ nghiêm túc không cao, mức độ người yêu cũ của bạn cam kết cũng không cao thì người yêu cũ sẽ không thường xuyên quay trở lại. Yếu tố số 3, mức độ thu hút. Mức độ thu hút trong chuyện tình cảm là mức độ mà bạn gây ấn tượng và hứng thú cho người khác. Mức độ thu hút có thể bao gồm nhiều yếu tố khác nhau như ngoại hình, tính cách, thái độ, năng lượng và cách giao tiếp. Mức độ thu hút có thể ảnh hưởng đến việc bạn có thể bắt đầu và duy trì một mối quan hệ tình cảm hay không. Điều quan trọng là bạn cần cố gắng hết sức để trở nên hấp dẫn nhất có thể và không sống dưới tiềm năng của mình trong tất cả các khía cạnh thuộc về con người bạn. Hầu hết các cuộc chia tay xảy ra là do sức hấp dẫn đã giảm sút. Nếu sức hấp dẫn vẫn còn ở mức độ cao thì đối phương sẽ có đủ động lực để giải quyết bất kỳ một vấn đề nào nhằm giữ cho mối quan hệ được nguyên vẹn. Việc ngừng liên lạc có thể khôi phục phần nào sức hấp dẫn, khiến người yêu cũ đánh giá lại và cân nhắc về việc quay lại đối với bạn. Nếu bạn không thật sự tránh xa người yêu cũ vào thời điểm chia tay mà lẽo đẽo đeo bám, bạn sẽ trở thành một thứ gì đó rất phiền toái. Trong khi đó, chiến lược không liên lạc có thể khiến bạn tạo ra khoảng cách giữa hai người. Điều này sẽ khiến người yêu cũ cảm thấy tò mò, băn khoăn và nhớ nhung bạn hơn. Họ sẽ tự hỏi bạn đang làm gì, bạn có vui không, bạn có quan tâm đến họ hay không. Khoảng cách này sẽ tạo ra một sự thèm muốn và một sự hấp dẫn giữa hai người. Đồng thời, bạn sẽ cho người yêu cũ thấy rằng bạn không bị phụ thuộc vào họ. Bạn có thể sống tốt mà không cần có họ ở bên. Bạn có những hoạt động, sở thích và mục tiêu riêng của mình. Bạn có thể tự chăm sóc bản thân và tự tin về bản thân mình.
Điều này sẽ làm gia tăng giá trị của bạn trong mắt người yêu cũ, thay vì bạn để cho bộ não của bạn trai, bạn gái cũ liên kết bạn với hình ảnh của một người yêu cũ thất bại thảm hại. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng chiến lược không liên lạc không phải là một phép màu. Nếu người yêu cũ kết nối lại với bạn sau khoảng thời gian không liên lạc và họ vẫn nhận ra bạn chẳng có gì khác xưa, mèo vẫn hoàn mèo, vẫn lẽo đẽo đi theo đuôi của họ, hành xử và nói chuyện một cách kém cuốn hút, thì sẽ chẳng có điều gì thay đổi xảy ra cả. Yếu tố số 4. Phản ứng của bạn khi chia tay. Nếu bạn níu kéo quá nhiều, níu kéo quá lâu, khả năng người yêu cũ quay lại sẽ giảm đáng kể. Bởi vì bạn sẽ được gắn nhãn như một đối tượng phiền toái, ích kỷ, không biết lắng nghe và không chấp nhận sự thật. Việc níu kéo quá nhiều sau khi chia tay cũng khiến người yêu cũ ngày càng phũ phàng, gay gắt để buộc bạn phải tôn trọng quyết định của họ. Họ có thể thốt ra những lời lẽ tuyệt tình như thề với bản thân sẽ không bao giờ quay lại với bạn nữa. Và những lời này sau này sẽ chống lại bạn. Nếu như họ đánh giá lại cuộc chia tay và trong một khoảnh khắc nào đó manh nha ý muốn quay lại với bạn, họ cũng sẽ ghim lại những lời này trong tâm can và quyết định bám trụ với việc từ bỏ bạn. Bởi vì nếu như họ không làm như vậy thì họ chính là kẻ trước sau bất nhất, kẻ đã nói hai lời. Bên cạnh đó, họ cũng nghĩ tới viễn cảnh hai bạn làm lại mối quan hệ. Và nếu như chuyện này không thành công, bạn sẽ lại một lần nữa đeo bám, khóc lóc, năn nỉ và cầu xin vô cùng phiền hà. Với tâm lý né tránh sự phiền toái, họ không muốn trải qua vở kịch sướt mướt đau đầu này thêm bất kỳ một lần nào nữa. Họ không muốn chứng kiến bản thân họ là kẻ tội đồ làm tổn thương bạn. Do đó, bạn cần để cho cuộc chia tay lúc đầu được xảy ra dễ dàng với người này. Mặt khác, bạn cũng không được lởn vởn xuất hiện quanh quẩn trong cuộc đời của người yêu cũ. Bạn không muốn là người cứu trợ về mặt cảm xúc cho họ, để họ tận hưởng cuộc chia tay theo một cách nhàn nhã và dịu êm nhất. Bạn muốn họ thất vọng vì mong mỏi nhận được sự thúc đẩy quay lại với nhau từ bạn, nhưng lại không nhận được. Chỉ điều đó mới khiến cho người yêu cũ ngồi lại với quyết định chia tay và nhận ra cuộc chia tay có thật sự là điều mà họ mong muốn hay không. Do đó, nếu bạn phản ứng kém sau cuộc chia tay thì điều đó sẽ làm giảm khả năng chiến lược không liên lạc có thể thu hút người yêu cũ của bạn quay trở lại kết nối với bạn. Yếu tố số 5. Trải nghiệm của người yêu cũ với những mối quan hệ thất bại. Chia tay là một quyết định khó khăn và đau đớn cho bất cứ ai, dù là với người yêu cũ của bạn. Dù vậy, vào thời điểm chia tay, họ vẫn cho rằng tồn tại ở ngoài kia một mối quan hệ khác tốt hơn dành cho họ. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp người yêu cũ phải vỡ mộng để nhận ra rằng bạn vẫn là người phù hợp nhất với họ trong cuộc đời này. Đặc biệt là khi đường tình duyên của họ không mới thuận lợi và họ gặp phải những trải nghiệm xấu với người mới. Họ cứ ngỡ rằng cỏ phía bên kia đồi có lẽ sẽ xanh hơn. Nhưng mà trên cuộc đời này thì không có một điều gì là chắc chắn cả. Bởi vì mối quan hệ nào cũng có vấn đề của riêng nó. Đặc biệt là khi người yêu cũ của bạn cũng chẳng phát triển và rút được thêm bất cứ một kinh nghiệm gì cho bản thân họ. Sau khi trải qua những đổ vỡ, thất vọng và tổn thương với người mới, người ta sẽ nhận ra rằng bạn mới là người tốt nhất dành cho họ, người đã thật lòng yêu thương họ. Đó là lý do tại sao nhiều người yêu cũ quay lại với nhau sau khi một người có trải nghiệm thất bại với người khác. Yếu tố số 6, yếu tố cuối cùng, khả năng tự cải thiện của bản thân bạn. Một trong những lý do khiến người yêu cũ của bạn có thể quay lại với bạn là việc bạn tự cải thiện và nâng cấp chính bản thân mình. Sau khi chia tay, bạn có thể đã nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình hơn. Bạn có thể đã học thêm những kỹ năng mới, phát triển sự nghiệp, chăm sóc sức khỏe và ngoại hình. Bạn có thể đã trở nên vui vẻ và lạc quan hơn trong cuộc sống. Khi bạn tự cải thiện bản thân mình, bạn không chỉ tăng giá trị của mình trong mắt người khác mà còn tạo ra sự khác biệt so với người yêu cũ. Người yêu cũ của bạn có thể bị thu hút bởi sự thay đổi tích cực hơn của bạn.
họ có thể nhận ra rằng bạn đã trưởng thành và tiến bộ hơn sau khi chia tay. Họ có thể muốn được là một phần của cuộc sống thú vị của bạn thay vì là người phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn, trong khi tự bạn không có khả năng để làm chuyện đó. Chẳng hạn, có những bạn nam bị người yêu cũ chia tay vì họ không thấy bạn nam có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Với những trường hợp này, bạn hãy lấy nỗi đau đó để làm động lực phát triển bản thân và thành tựu trong cuộc sống của bạn. Người ta có câu nói rằng, hãy làm việc chăm chỉ trong im lặng, thành công đến, tự nó sẽ ồn ào. Lúc đó bạn sẽ mỉm cười nhìn lại chặng hành trình của mình và cảm ơn bản thân vì sự cố gắng, cảm ơn tất cả những nỗi đau, những đêm đen tối mà bạn đã lầm lũi đi qua để chúng cho bạn biết rằng bạn có thể mạnh mẽ đến mức độ nào. Điều cuối cùng, mình chỉ muốn nói rằng cải thiện bản thân là một cách để thu hút lại người yêu cũ. Tuy nhiên, bạn không nên cải thiện chỉ vì muốn được người yêu cũ quay lại. Bạn nên tự cải thiện bản thân vì chính mình và vì những mục tiêu cá nhân của bạn. Và đó đã là toàn bộ thông điệp của ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy thích nội dung lần này thì đừng ngần ngại bình luận xuống phía dưới cho mình được biết. Đồng thời ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh bởi vì mình sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những nội dung hữu ích tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.